Rồi, xin chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã đến với kênh Bonsai Gia Phúc Farm. Thì ngày hôm nay em tiếp tục là quay trở lại kênh. Thì có một số cái mẫu cây siro muốn giới thiệu với cô chú anh chị ha. Thời gian qua thì ở bên kênh thì cũng có nhiều việc nên không có thường xuyên quay cái clip lên đặng phục vụ cô chú anh chị. Thì từ đây về sau á, thì kênh em sẽ cố gắng quay đều lên để phục vụ cho cô chú anh chị mình. Rồi thì cô chú anh chị mình có xem được kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh để khích lệ tinh thần cho vườn em nha cô chú anh chị. Rồi thì bây giờ đi vào cái lô cây ngày hôm nay của vườn em. Thì hôm nay vườn em là lên là cái số nhiều là cây siro nha cô chú anh chị. Đó, thì cây đầu tiên là cũng là một cây siro. Đó, em bứng đất về để cho cô chú anh chị mình xem tham khảo cái mẫu trái. Rồi đây mình có thể thấy trái siro đây ha cô chú anh chị. Đó, cây này trái chính cũng có mà trái đây đó, siro thì dòng này ưu điểm của nó là trái trên cây chơi 6-7 tháng trời luôn cô chú anh chị, rất là bền ha, màu trái rất là ngọt luôn nè. Đây bên đây có cái trái chính nè, trái chính thì nó đây đó, nó xuống màu đậm gì đó, bắt đầu là nó từ từ nó chuyển qua là nó chín nha cô chú anh chị. Đó rồi thì em xin phép là em đi vào thông số của cây đầu tiên luôn đó. Cây này là thì em cũng báo là cây mình bứng nha cô chú anh chị. Đó. Còn những cái cây sau thì của vườn em thì đa số là cây thuần chậu nha, cây nuôi chậu hết nha cô chú anh chị. Rồi tổng chiều cao của cây là bây giờ nó cũng được 1,5 m nha, vừa đủ cây thước luôn cô chú anh chị. Cái tán ngang của nó thì nó tầm 1,25 m. Rồi cái hoành của cây này ha, cây này đế đóng cũng khá đẹp cô chú ơi. Nói chung nó chủ yếu là cây mẫu nhưng mà em quay lên thì cô chú anh chị nào mình có hợp nhãn thì giao lưu. Rồi hoành thân của cây được 17 ha. Đây, bộ đế của cây đây ha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Nó đế này do cây bứng thì về chưa có khai thác ha. Rồi cây mã số 1 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 1.200.000. Rồi em bao ship luôn nha cô chú anh chị. Do cây này nó lớn lắm, túm lại ship chi phí khá là cao ha. Rồi em lên cây tiếp theo luôn cô chú anh chị. Tiếp theo là cây mã số 2 ha cô chú anh chị, cũng là cây siro. Bữa nay em vô lên là một số cái cây siro là còn ở bên vườn em ha. Một cây phôi rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây, củ à, củ nó to gì nè cô chú anh chị. Nó có cái tay của em á, cô chú anh chị mình có thể xem tham khảo ha. Nó cây này về cô chú anh chị mình có thể vô dây được ha. Đây định hình mặt tiền ở đây, chi 1 ở đây, chi 2 có rồi nè. Cái phong thì đang ở đây luôn nè cô chú anh chị. Về cô chú anh chị mình vô dây sửa luôn ha. Đó, quay một vòng cho cô chú anh chị mình xem củ đế nha. Dưới đây nó còn một lớp đế cũng hơi sâu nha cô chú anh chị. Đó. Củ khá là đẹp luôn. Rồi em xin phép đi vào thông số luôn nha cô chú anh chị. Cây hiện là cao là 22. Đây, hoành thân ở vị trí này nó được là 24. Tổng đế của nó là được là 36. Rồi, cây mã số 2 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 600.000. Em bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. 600 nha cô chú anh chị. Về có cây siro chơi. Rồi, tiếp theo em lên cây mã số 3 nha. Đó. Cây mã số 3, một cây cổ cao nha cô chú anh chị. Đó, phong cao cao cho cô chú anh chị mình làm cây văn nhân cũng được, mà làm cái cây tàn dù cũng được ha. Đó, tùy cô chú anh chị mình về mình lựa chọn cái cách mình chơi nha. Đó, thì cái lô những cái cây lên chậu gì là cây thuần nha cô chú anh chị. Cây của vườn em nó thuần từ nhỏ tới lớn là nuôi trên cái chậu luôn nha cô chú anh chị. Đó, nên về sức sống thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha. Rồi tổng chiều cao của cây được 39. Hoành thân em đo ở vị trí này được 27. Tổng đế của cây nó được 42 ha. Rồi cây này là cây mã số 3 ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 3 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 600 luôn đi. Đó, 600 em bao phí ship nha. Rồi tiếp theo là cây mã số 4. Cũng là một cây có củ đế quái rất là to nha cô chú anh chị. Nó đế đều mà nó quái ghê lắm. Rồi tất cả những cây này là mình về mình vô dây được rồi nha cô chú anh chị. Nó em lượt lượt vàng lá nè. Này là em lượt ra bớt đó, đằng em chuẩn bị em vô dây á. Em quay lên cho cô chú anh chị mình xem tham khảo và giao lưu với em ha. Rồi cao được 24. Hoành thân em đo ở đây được 22. Tổng đế của nó hiện tại là được 42 ha. Rồi cây này em giao lưu là 500 nha cô chú anh chị. 500. Em bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, sở hữu cây siro vậy chơi trái cô chú anh chị à. Rồi tiếp theo là em lên mã số 5 nha. Cây mã số 5
Đó, một cây này thì em đã vô dây em định hình rồi nha cô chú anh chị. Đó, đã vô dây định hình nè. Đây thì cái mặt tiền là ở đây ha. Đó, chi 1 có, chi 2 có rồi. Đó, chi phong là ở đây nè, đang kéo ra. Hoặc là dắt cái chi phong về bên đây một chút ha. Đó, định hình xương xương rồi. Đó, cây này em định hình thì khi ship đi em sẽ ốp cái này vô một chút ha. Giờ cô chú anh chị mình chỉnh ra chút xíu giúp em nha. Đó, cây khá là đẹp cô chú anh chị. Rồi chiều cao được 22. Hoành thân em đo vị trí này nó được là 26. Tổng đế cây nó được là 48. Rồi cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 600k ha. Rất là to nha cô chú anh chị. To già rồi. Mấy cây này to già dữ lắm à. Đó, cây mã số 6 ha. Ủa, cây số 5. Cây số 6 đây. Cây vừa xuống là số 5 nha cô chú anh chị. Cây này mới mã số 6 nè. Rồi thì cây này em đã định hình nó bộ tàn nó cũng tương đối luôn nè cô chú anh chị. Đó. Vào dây định hình xong hết rồi ha. Đó, cây này thì cắt tỉa về cô chú anh chị mình đi lớp xương nó là ấm cây luôn á. Củ đế quá trời đẹp luôn cô chú ơi. Đó, củ đế đẹp mà già lắm. To lắm ha. Đó, chi 1, chi 2 cái phong đều có đầy đủ cho cô chú anh chị mình hết rồi. Nó về bắt cái ngọn nữa thôi. Rồi tổng chiều cao của cây được là 20. Hoành thân em đo ở đây được là 22. Rồi tổng cái củ đế của cây thì nó được là 40. Đó. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 750 đi, 750 ngàn. Em bao phí ship cho cô chú anh chị ha. Như những cây này em đi em cũng sẽ hơi ốp vô nha. Để em bó tránh là để nó dướng nó gãy cây á cô chú anh chị. Đó, 750 ha. À, cây số 6. Rồi tiếp theo là cây số 7, một cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Bộ đế nè, đặc khệt quắn quéo luôn ha. Rồi chi cốt cành thì em cũng đã có sửa ra. Cái ngọn em chưa đang em bơm cái ngọn này cô chú anh chị. Đó, bộ đế đây ha. Rất đẹp ha. Chi cành ở bên em thì sửa cũng rất là chuẩn nha cô chú anh chị. Chi số 1 đây. Chi 2 đây, cái phong đây, chi 3 đây ha. Nói chung là định hình là tương đối cho cô chú anh chị mình về có khung luôn rồi đó. Rồi, tổng chiều cao em đo cái củ phôi thôi ha. Là 24. Hoành thân ở vị trí này em đo được là 22. Tổng cái đế của cây được là 40. Đó, rồi cây mã số 7 này em xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 800k. Nó cây này rất là đẹp nha cô chú anh chị. 800, em bao phí ship cho cô chú anh chị mình ha. Khi đi thì cho phép em hạ cái ngọn này xuống một chút cô ơi. Cô chú ơi, cao dữ lắm cao ha. Rồi tiếp theo là cây mã số 8 nha cô chú anh chị. Đó. Cây này thì nhỏ nhỏ gọn gọn dễ chơi, em cũng đã vào dây định hình luôn rồi nha cô chú anh chị. Đó, củ đế cũng khá là to luôn. Chi cốt đùi rồi cũng lực lực nha cô chú anh chị. Rồi có mấy vị trí này là nó thiếu cái phần chi nè. Em có kéo lên để em áp cái ngọn, chi áp cái chi. Thì cô chú anh chị mình về cứ chơi thôi, nó dính cũng gần dính rồi. Nó vừa chơi và ấy thôi đặng tránh nó tụt cái đầu ngọn này cô chú anh chị. Đó. Thì có phần nào áp thì em chỉ ha. Đó, để giữ cho nó hoàn thiện cái cây của mình cô chú ơi. Rồi tổng chiều cao của cây được 19. Hoành thân em đo vị trí này được 21. Tổng đế của cây được là 34. Đó, cây này em xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 600 ngàn nha. Đó, 600 em bao phí ship ha. Tiếp theo là cây mã số 9. Đây, cây mã số 9. Đó, một cây hoàn thiện cũng chi khung rồi cũng có hết rồi nha. Một cây cao trực văn nhân nha cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp ha. Rồi khung bọng rồi thì coi như xong rồi cô chú anh chị. Về cô chú anh chị mình chỉ chờ mình cắt tỉa mình chơi thôi ha. Đó, một cây trực văn nhân, củ đế rất là đẹp nha. Đó, rất đẹp cô chú ơi. Chi cành em đi sẵn hết rồi. Về cô chú anh chị mình chỉ việc lên cái chậu đẹp đẹp rồi mình chơi ha. Rồi em xin phép đi vào thông số luôn cô chú ơi. Rồi tổng chiều cao của cây em đo được là 69. Hoành thân ở vị trí này nó được 23. Tổng củ đế cây thì nó được là 39. Đó. Tán ngang của cây nó được là 60. Đó. Tán rộng nó được 40 nha cô chú anh chị. Cây rất là hoàn thiện nha. Đó, cây mã số 9 này em xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 1 triệu 200 ngàn. Đó, em bao phí ship nha. Cây này đóng cái phí ship rất là cao nha cô chú anh chị.
Do cây này em phải đóng bằng cái thùng xốp cho cô chú anh chị mình để đảm bảo chị gặm ha. Rồi em lên cây tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây mã số 10 đó. Một cây siro mini để bàn nha cô chú anh chị. Đó, chuyên mục của em bữa nay là đa phần là siro là nhiều ha. Đó, một cây nó nhỏ thôi. Đó, chi cành thì em đã đi được ấm rồi nha cô chú anh chị. Về cô chú anh chị mình lượt lượt lại nó, em chưa có tỉa thôi, ấm tàn hết rồi ha. Mini nhỏ gọn cho giá rẻ dễ chơi nha cô chú anh chị. Đó, thì em đo hạo hạo cái hoành đi. Hoành 7 cô chú anh chị, thì nó tầm ngón tay cái của em đây ha. Đó, bộ đế nó cũng khá là bự ha. Đế của cây này nó được 28 lần cô chú ơi. Đó. Tàn ngang của cây thì nó được tầm 38 đi. Đó. Rồi mấy những cây này thì em giao lưu cho cô chú anh chị nhỏ nhỏ này là đồng giá hết ha, 250.000 một cây. Đó, em bao phí ship ha. Những cây này hoàn toàn em đi là em phải đóng vô cái thùng cái sọt nha cô chú anh chị. 250.000 ha. Cây này cây mã số 10 ha. Gốc đế có, về cô chú anh chị mình lên cái chậu đẹp đẹp mình chơi nha. Đó. Rồi tiếp theo là cây mã số 11. Ồ, một cây tàn nó đa đa nè cô chú anh chị, rất đẹp ha. Đó, củ đế nó cũng có nè. Cái đế cây này nó như con thú nằm vậy cô chú anh chị. Đây nè ha. Đó. Rồi cái hoành của nó thì chắc bằng ngón chân cái của em á cô chú anh chị. Hoành này chắc cũng được 9-10 ạ. Rồi hào hào, hoành 10 cô chú anh chị ơi. Nó cũng to to ha. Đó. Rồi cây mã số 11 này cũng là 250 luôn nha cô chú anh chị. Rồi, lên cây tiếp theo luôn. Rồi tiếp là cây mã 12. Nói chung cái những cây siro này thì bên vườn em là số lượng cũng còn ha. Đó, cây mã 12 thì cái hoành thân nó cũng bằng ngón chân cái em cô chú anh chị. Bộ đế này một bệt luôn nha cô chú anh chị. Đó, tàn rất là đẹp ha. Tàn nó tầm chắc khoảng 3 tấc á. Đó, cây đã ấm tàn thành phẩm rồi. Về cô chú anh chị mình vô cái chậu đẹp mình chơi ha. Rồi cây mã số 12 này cũng là 250 luôn. Tiếp theo là cây mã số 13. Đó. Cây này cũng bằng ngón chân cái em mà cô chú anh chị. Đó. Rễ đế cũng khá là đẹp ha. Đó, đây nè. Nó có chân có đùi rồi cũng đẹp lắm cô chú ơi. Đó, 250 thôi, về có cây siro mình chơi trái nha cô chú anh chị. Đó, cây mã 13 cũng 250, em bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi tiếp theo là cây mã số 14, cũng là một cây phong cao. Nó cây này chưa có thời gian tỉa tót đồ lại thôi cô chú anh chị ơi. Nó cây giống như dân nhân vậy, có cành gớt rất là đẹp ha. Đó, cũng 250.000 nha cô chú anh chị. Cái hoành thân nó cũng cỡ bằng lớn hơn ngón tay cái em ạ. À. Rồi cây mã 14 250.000 ha. Rồi tiếp theo là em lên một cây bùm sụm mã số 15 nha cô chú anh chị. Đây, 15 một cây bùm sụm. Đó, cái đế tự nhiên mà nó giống như là đế sắp vậy cô chú anh chị ơi. Đó. Cây đang trái luôn ha. Đây, cô chú anh chị mình thấy trái chính của bùm sụm đây ha. Đó, trái chính đỏ rất là dễ thương nha cô chú anh chị. Đó, còn trái sống nó đây nè. Lên hết trơn cô chú anh chị ơi, đầy cây hết trơn nè nè. Nó trái nè, quá trời trái luôn. Rồi thì bộ đế đây ha. Đế này đế tự nhiên mà nó đều 24 giờ như đế sắp vậy đó cô chú ơi. Đó, cây em cắt em định hướng trực lắc đây ha. Đó, lên tược quá trời luôn. Đây. Đó, chi cành đồ có sẵn cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Rồi em đi vào thông số của cây luôn. Rồi, chiều cao của cây em đo tới cái đỉnh ngọn nó 25. Hoành thân em đo vị trí này nó được 19. Tổng bộ đế nó đang chạc ra cũng khá là to nha cô chú anh chị. Tổng đế nó đang được là 75 nha. Đó. Rồi cây mã số 15 này em giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 450.000. Em bao phí ship cho cô chú anh chị mình về đào tạo cây bonsai mình chơi ha. Đó, 450. Rồi tiếp theo là cây mã số 15. Đó là một cây dừa bonsai nha cô chú anh chị. Đó. Đó, dừa nó có củ đế như cái bình vậy nè. Đây bóp cái cổ vô rất là đẹp ha, giống cái bình thiệt ha cô chú anh chị. Đó. Rồi cây này thì cây thần sống khỏe cũng lâu lắm rồi cô chú anh chị ơi. Đây. Thì ở đây là có những cái vết em xử lý để em rút cái lá lại cho nó nhỏ ra gì nè, vừa cân đối với cái cây. Chứ nếu mà thả cái lá này thì nó cao to lắm cô chú ơi. Nó mình rút lại mình làm bonsai ha. Đó. Cây đế đấm đẹp ha. Lá nó đã rút rồi nha cô chú anh chị. Ra đợt này là nó rút nhỏ lại rồi ha. Rồi em xin phép đi vào thông số luôn. À, tổng chiều cao luôn đi. Đo tới cái lá đi. 70. Đó. Hoành của cây dừa này đang được là 43.
cái lóng ha, cái lóng thoát thân lóng bây giờ nó đang được là 28. Đó, một cây này về cô chú anh chị mình lên cái chậu giả cổ nhìn cũng đẹp lắm cô chú anh chị. Đó, cây mã số 15, 16. Cây này em xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 1.200.000, rồi em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi thì cây 16 cũng là cây cuối clip của em, thì rất mong là cô chú anh chị mình xem ủng hộ kênh. Rồi cô chú anh chị mình có xem thì nhớ cho em một lượt đăng ký kênh để kênh ngày càng phát triển nha cô chú anh chị. Rồi em xin chào cô chú anh chị ạ.